tao mặt mày nó tưa tấu lại vừa đẹp này bà hơi nhầm nhé, sống nhưng mà kết cấu nó đẹp, bên ngoài trông chẳng ra gì nhưng bên trong nội thất thì tiện nghi bất ngờ ấy. À, không làm gì thì em bắt đầu là cái bắt em làm bài thơ văn văn của bác văn văn thì phải nói là thú thật khó lắm nhưng mà thôi này cũng quý cha cũng sơ cũng thầy ngồi đây tôi khó cố gắng còn dồ ga khó ga bài thơ này gần như là nào này thì vi tâm người ta thành nhà thì dành nhiều tiền vào nhà gần như mà thì ra nhà vào chiều chiều vào nhưng mà thì từ bỏ làm cho làm thêm thôi thành nhà thì nhiều tiền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.